Thề trường an toàn cho học sinh, đừng vừa dịch bệnh. Bài trường thòn, bài ti giáo dục sư đăng tăng tính tuyên quang, đặt tài mưa bài cầm lân cháo, hết đầy bài cách phòng tá về dịch COVID-19, thân bài bong mê bong nọng, học sinh. Thề bữa khẩu hết đầy, đừng bài việc, đừng vừa bị dịch COVID-19. Thề trường ngồi, bài ti trường thòn để an toàn, trường tiểu học Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, lân cháo, mưa bài cách phòng tá dịch thân bài giáo viên, bong me bong nọng và bong nọng học sinh. Cơ này lên trường Minua Hà Bắc bé tiếp học sinh đang tí theo thòn rú tiếp cấu lớp. Các cầm cuối hết đầy kha tàng ngắm vừa tại vặt thòn, ngắm vừa phòng tá dịch COVID tiếp cấu. Lên trường Minua đo bài thi của cái phục vụ đăng bài viết tại vặt thòn học sinh. Theo trường an toàn hở bong nọng thân trường, bong khói đã lên cháo hở bong me bong nọng bên ngoài mưa lên, hở lúc lán cho lươn. Cái này bong nọng đã biết khẩu hết đúng theo bài viết bong khói tạch óc. Cán bộ giáo viên tuần trường bong khói cũng đang thí biết khẩu hết đầy bài chương trình thôn tập. Trường an toàn hở bong nọng đơn thời gian thôn tập cho trường. Trong quá trình học sinh đến trường, đơn vừa học sinh thân trường ngay từ phần nhắm mùa, bong khói đã lên cháo giáo viên tòng thân nhiệt, ra mưa rất quấn học sinh, nhắm mùa từ cổng trường và xuân mưa rớt bong khói cùng với khẩu hết bài ti, mì chay nằm ra mưa, xịt quấn ở bong nào học sinh. Lên trường bong khói, với khẩu hết đây bài viết thân tập tại đúng chất lượng trường an toàn. Dạy học. Cần này tăng đèo bài bậc thòn đã tăng mà thòn trực tiếp vì bệnh bài viết phòng tả dịch xuất đơn bài trường thòn tẩy với khẩu hết theo đúng bài quyết định của Bộ Y tế và của đơn tính. Lân cháo mưa dịch bệnh, thân tăng đèo bài cán bộ giáo viên, bong me bong nọng và học sinh của các mẹn trọc động mưa bài cách phòng tả dịch. Bài lân trường cùng mì bài cách hết chân đầy ngắm vừa giảng tại trực tiếp, ngắm vừa tại trực tuyến hở bong nọng học sinh, đăng ký là F0, FS cho lươn. Thề bong nọng, men tuần hiệu thân tập, có phấn với khẩu hết đầy, đơn vừa mỉ dịch COVID-19. Thề hết đầy bài cách phòng tá dịch, đơn trường bong khói đã hết theo đúng bài phương án do linh ít của Sở Giáo dục và Đào tạo, bài bong me bong nọng, vì trách nhiệm băng hứa đơn trường, đơn bài viết đóng thân nhiệt học sinh, bài thầy a giáo đơn đơn trường. Đây sắt quấn. Thầy trường đẩy ti trường thòn đẩy an toàn. Nó bài viết gần hết của ngành giáo dục và đào tạo và bài lên trường cùng cân mì ăn vừa cân hết của mỗi cân. Đây lái lép bom me bong nọng và học sinh đứng việc cuối thúng bán chắc tăng hết. Đây đo bài cách phòng tác dịch. Thầy có vấn hết kẹo đơn vị thòn đẩy an toàn. Trường phèn hở bong nọng học sinh đứng vừa thân trường.